Thưa quý thầy cô cùng tất cả các anh chị, em và Sen nói là hai hư non không đâu mà chậm. Thế nhưng hai em rất là cảm động bởi vì sự tổ chức chu đáo của quý thầy cô, quý anh chị làm em rất xúc động. Hai em không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, quý anh chị đã dành cho chúng em một cái tình cảm thật là nồng hậu. Và không có gì hơn, em xin chúc quý thầy cô, quý anh chị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Chúc buổi tiệc của chúng ta thật vui và Thôi, mấy em ra hết, mấy em ra hết.
Đẹp dữ vậy. Trời ơi trời.
đi ngày sao chị quay chị đi bộ không? Đó, bữa qua tao nói mày mùng 1 rồi mày ừ mày. Ở đi ngày qua hả? Ngày xưa đi giải trăm hai đâm là phải đến cái nói nhớ cần thúng như vậy thúng có liền quả em hai loại lớn hơn thì tới 30 ngàn hai loại như vậy đó chắc mấy người lấy lên trước á. Chắc mấy ông lên trước á. Đây đây đây. 1 2 3 điệp nè. Đi qua đó 2 3 điệp. Điệp nè, quay về không sai. Em sẽ là nắng mai, em sẽ là nắng mai. Hey!
Hay quá, hay quá. Bàn tay mẹ quà mẹ đưa về những ngôi sao ngoài kia chẳng bằng là đêm nay con ngủ giấc trong mẹ là có gió đi má đẻ chim dài dễ sợ chắc đây nó đang làm bánh Thank you.